nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Latvia. Mới đây, Bộ Công thương Việt Nam phối hợp với Bộ Kinh tế Latvia, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Latvia, Cục Phát triển và Đầu tư Latvia, LEAA và các cơ quan hữu quan tổ chức chương trình hội nghị giao thương trực tuyến kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Latvia. Đây là một trong những hoạt động kết nối giao thương trực tuyến trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022 do Bộ Công thương chủ trì nhằm mục đích đẩy mạnh trao đổi thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới. Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá cao sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp hai nước và tin tưởng rằng chương trình sẽ thành công tốt đẹp. Đây là một trong những hoạt động nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước 1992-2022. Hội nghị giao thương trực tuyến lần này là dịp để hai bên giả soát phân tích những khó khăn, cũng như thảo luận về phương hướng và các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục phát triển thị trường trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp diễn. Bên cạnh đó, các phiên giao thương sau hội nghị giữa doanh nghiệp hai nước sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp kết nối, trao đổi khả năng hợp tác kinh doanh, góp phần đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Latvia. Ông Edmund Valantis, Quốc phủ Khanh Bộ Kinh tế Latvia đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Latvia và Việt Nam trong những năm qua nhất là trong các lĩnh vực nông thủy sản, đồ gỗ, dệt may, da dày. Theo ông, việc Việt Nam tham gia vào các hiệp định thương mại tự do, trong đó các hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU, EVFTA, EVIPA và một số hiệp định khác đã tác động tích cực đến trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Latvia trong những năm gần đây.